Lời đầu tiên, đọc giải trí xin kính chào quý ông bà ở tuổi cao niên và thân chào các bạn trẻ ở độ tuổi 20 trở lên. Hôm nay thì đọc giải trí xin được phép giới thiệu một bài viết có tên gọi là Nguồn gốc của chữ quốc ngữ và cái chết siêu việt của ông Nguyễn Văn Vĩnh. Đây là một bài viết được trích từ trên mạng vì đọc giải trí thấy bài viết có giá trị về lịch sử và giúp cho chúng ta đặc biệt là những người trẻ người trẻ ở hải ngoại và kể cả người trẻ ở việt nam tìm hiểu về nguồn gốc của chữ quốc ngữ và tìm hiểu về uh, cuộc đời của một người cũng đã có công rất lớn trong việc truyền bá chữ quốc ngữ ở lãnh thổ việt nam đó là học giả nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh. Trước khi diễn đọc bài viết nói về nguồn gốc của chữ quốc ngữ và cái chết siêu việt của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, thì đọc giải trí có đôi lời liên hệ đến chủ đề này. Rất nhiều chúng ta, kể cả những người lớn và kể cả những bạn trẻ hiện nay thì chúng ta có thể mỗi ngày chúng ta viết chữ quốc ngữ đọc chữ quốc ngữ đọc sách bằng chữ quốc ngữ và nói bằng âm thanh của ngôn ngữ việt nhưng mà cũng không ít người biết rõ được nguồn gốc của chữ quốc ngữ từ đâu mà ra và sự phát triển của chữ quốc ngữ qua những giai đoạn thăng trầm khó khăn như thế nào Nói một cách tổng quát thì có thể nói rằng ảo à, Việt Nam trước năm 1954 à, đã có nhiều tác phẩm à, nổi tiếng viết bằng chữ quốc ngữ. Thì thế hệ bây giờ, đặc biệt là những người trẻ muốn tìm hiểu một cách sâu sắc về ý nghĩa và sự phát triển cũng như sự phong phú của chữ quốc ngữ thì phải tìm đọc những tác phẩm về lịch sử, về văn học, về khảo cổ, về khoa học bằng chữ quốc ngữ mà đã phát hành xuất bản trước năm 1954 ở miền Bắc hay là ở miền Nam. Và ở miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975. Có thể nói rằng đó là thời kỳ phát triển rực rỡ của chữ quốc ngữ. Ngôn ngữ ở miền Nam và ngôn ngữ Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều trong những tác phẩm đa dạng về lịch sử, về khoa học, về văn chương, về quân sự, về triết học, vân vân. Đặc biệt là ở miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975 đó là một cái kho tàng về văn hóa văn chương, về ngôn ngữ, về chữ quốc ngữ. Những người bạn trẻ nào mà muốn tìm hiểu, muốn học tập, muốn trao dồi thêm về chữ quốc ngữ, thì nghiên cứu về những sách vở đã phát hành ở Việt Nam trong hai thời kỳ, như là đọc giải trí vừa trình bày, tức là ở miền Bắc và ở miền Nam từ năm 1954 trở về trước, trở về trước tức là trở về năm 1945, năm 1930 và những năm đầu thế kỷ thứ 20. Và một cái kho tàng văn hóa mà thế hệ trẻ cần tìm hiểu, tức là tìm hiểu về chữ Quốc ngữ xuất bản đa dạng ở miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975. Đây là một kho tàng về chữ quốc ngữ mà những người trẻ chúng ta ở hải ngoại cũng như là ở Việt Nam cần tìm hiểu để có thể trao dồi, học hành và phát triển vốn liếng về chữ quốc ngữ của mình. Thí dụ như những bạn mà trẻ ở tuổi 20, 30 hoặc là gần 40 muốn tìm hiểu về văn, muốn phát triển về cái khả năng viết văn của mình thì hãy đọc những tác phẩm xuất bản ở miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975. Nếu không tìm được những tác phẩm bằng sách, bằng giấy thì có thể tìm những tác phẩm đã được biên dịch và phát tán trên mạng Internet. Đó là cái vốn liếng về văn học, văn chương, chữ quốc ngữ rất là phong phú. Có thể đó là một kho tàng về văn hóa, về văn chương, về chữ quốc ngữ, về nhiều lĩnh vực từ sử học, triết học, tư tưởng học, quân sự, lịch sử, khảo cổ, khoa học, vân vân, thì các bạn trẻ có thể tìm hiểu trong hai giai đoạn mà đọc giải trí vừa trình bày. Chúng ta khi mà viết chữ quốc ngữ hoặc là nói bằng những âm thanh tiếng Việt thì chúng ta phải hiểu về nguồn gốc của chữ Việt chữ Việt thì rất là trẻ so với tuổi đời của dân tộc chúng ta. Dân tộc chúng ta đã có trên 4.000 năm văn hiến, nhưng mà chữ quốc ngữ thật sự là chỉ mới được phát triển trong khoảng 300 năm nay, đặc biệt là từ đầu thế kỷ thứ 20 đến nay. Và đặc biệt nhất là trong thời kỳ mà phát triển văn chương văn hóa và chữ quốc ngữ ở miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975. Và hiện nay chữ quốc ngữ ở hải ngoại là cũng kế thừa từ sự phát triển của chữ quốc ngữ ở miền Nam trong giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975. Đó là cái vốn liếng văn hóa, đó là cái đà, đó là cái cội nguồn mà giúp cho chữ quốc ngữ của dân tộc chúng ta phát triển rực rỡ đến ngày hôm nay. Đặc biệt là trong giai đoạn 1954 đến năm 1975 ở miền Nam. Các bạn nên nhớ điều đó. Văn hóa, văn học, văn chương chữ quốc ngữ ở hải ngoại, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt tị nạn tại Mỹ, hiện nay là phát triển và kế thừa từ chữ quốc ngữ ở miền Nam trong giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975. Thì sau đây, đọc giải trí sẽ đọc bài viết mà được copy từ trên mạng để cho các bạn thấy được nguồn gốc của chữ quốc ngữ và người có công lớn trong vấn đề mà làm cho chữ quốc ngữ được phát triển vào thời kỳ đầu đó là học giả, dịch giả, kim nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh. Sau đây là phần diễn đọc. Sự ra đời của chữ quốc ngữ, cái chết siêu việt của ông Nguyễn Văn Vĩnh. Alexander de Gaulle, sinh năm 1591, mất năm 1660. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, sinh năm 1882, mất năm 1936. Chữ Hán từng được dùng ở Việt Nam trong vòng 1.000 năm mãi đến tận đầu thế kỷ thứ 20. Alexander de Gaulle sinh năm 1591 tại Avignon, Pháp, mất năm 1660 tại Ispahan, Ba Tư, đã sang Việt Nam truyền đạo trong vòng 6 năm, từ năm 1624 đến năm 1630. Ông là người có công rất lớn trong việc La Mã Hóa tiếng Việt, nhiều tác giả gọi là La Tinh Hóa. Thực ra, mẫu tự chữ cái tiếng Việt hiện nay là mẫu tự chữ Roman, chứ không phải chữ La Tinh. Kế tục công trình của những người đi trước là các tu sĩ dòng tên người Bồ Đồ Nha như là Francisco de Pina, Gaspar da Maran, Antonio Baspora, vân vân trong việc La Mã hóa tiếng Việt. de Gons đã xuất bản bài giảng giáo lý 8 ngày đầu tiên bằng tiếng Việt và cuốn tự điển Việt La Bồ đầu tiên vào năm 1651 tại Rome, Italia. Hệ thống chữ viết tiếng Việt dùng chữ cái La Mã này được chúng ta ngày nay gọi là chữ quốc ngữ, tức là chữ viết của quốc gia. Nguyễn Văn Vĩnh sinh năm 1882 tại Hà Nội. Cái năm mà thành Hà Nội thất thủ vào tay quân Pháp do đại tá Henry Rivière chỉ huy. Tổng đốc Hà Nội là Hoàng Diệu thất cổ tự vẫn. Gia đình Nguyễn Văn Vĩnh nghèo nên không có tiền cho con cái đi học. Lên 8 tuổi, cậu Vĩnh đã phải đi làm để kiếm sống. Công việc của cậu lúc đó là làm thằng nhỏ kéo quạt để làm mát cho một lớp đào tạo thông ngôn do người Pháp mở ở đình Yên phụ, Hà Nội. Vừa kéo quạt, cậu vừa nghe lỗm bà giảng, cậu ghi nhớ mọi thứ rất nhanh và còn trả lời được các câu hỏi của thầy giáo trong khi các cậu con nhà giàu trong lớp còn đương lúng túng. Thầy giáo người Pháp thấy vậy, bèn nói với ông hiệu trưởng giúp tiền cho cậu vào học chính thức. Năm 14 tuổi, Nguyễn Văn Vĩnh đổ đầu khóa học và trở thành một thông dịch viên xuất sắc. Sau đó, ông được bổ làm trợ lý cho công sứ Pháp tại tỉnh Bắc Ninh. Năm 1906, lúc ông 24 tuổi, Nguyễn Văn Vĩnh được Pháp gửi sang dự triển lãm tại Marseille. Tại đây, ông được tiếp cận với kỹ nghệ in ấn và báo chí. Ông còn là người Việt Nam đầu tiên gia nhập Hội Nhân quyền Pháp. Trở về Việt Nam, Nguyễn Văn Vĩnh từ bỏ nghiệp quan chức và bắt đầu làm báo tự do. Năm 1907, ông mở nhà in đầu tiên ở Hà Nội và xuất bản tờ Đăng Cổ Tùng Báo, tờ báo đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ ở Bắc Kỳ. Năm 1913, ông xuất bản tờ Đông Dương Tạp chí để dạy dân Việt viết văn bằng Quốc ngữ. Ông là người đầu tiên dịch ra chữ quốc ngữ các tác phẩm của các đại văn hào Pháp như Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas, La Fontaine, Molière, v.v. Và cũng là người đầu tiên dịch truyện Kiều sang tiếng Pháp. Bản dịch Kiều của ông Vĩnh rất đặc sắc vì ông không chỉ dịch cả câu mà còn dịch nghĩa từng chữ và kể rõ các tích cổ gắn với nghĩa đó. Một điều chỉ có những ai am hiểu sâu sắc văn chương Việt Nam bằng chữ nôm, Trung Hoa bằng chữ nho và Pháp mới có thể làm được. Sự cố gắng và sức làm việc phi thường của ông Vĩnh đã góp phần rất quan trọng trong việc truyền bá kiến thức và văn hóa phương Tây trong dân Việt và đẩy xã hội Việt Nam đi đến chỗ dần dần chấp nhận chữ quốc ngữ. Năm 1915, vua Duy Tân ra chỉ dụ bãi bỏ các khoa thi Hương, Hội, Đình ở Bắc Kỳ. Năm 1918, vua Khải Định ra chỉ dụ bãi bỏ các khoa thi này ở Trung Kỳ và đến năm 1919, bãi bỏ hoàn toàn các trường dạy chữ nho thay thế bằng hệ thống trường Pháp Việt. Ngày 18 tháng 9 năm 1924, toàn quyền Đông Dương, Mekland, ký quyết định đưa chữ quốc ngữ vào dạy ở 3 năm đầu cấp tiểu học. Như vậy là, sau gần 3 thế kỷ, từ khi cuốn tự điển Việt La Bồ của Alexander Gould ra đời, người Việt Nam mới thật sự đoạn tuyệt với chữ viết Trung Hoa, chính thức chuyển sang dùng chữ quốc ngữ. Đây quả thực là một cuộc chuyển hóa vô cùng lớn lao. Trong đó, ông Nguyễn Văn Vĩnh đã vô hình chung đóng vai trò một nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Vĩnh tuy nhiên đã không thể kiếm sống bằng nghề báo của mình. Ông là người luôn lên tiếng phản đối chính sách hà khắc của Pháp đối với thuộc địa. Là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất đã hai lần từ chối huân chương bắt đầu bội tinh của chính phủ Pháp ban tặng. Và cũng là người đã cùng với bốn người Pháp viết đơn gửi chính quyền Đông Dương phản đối việc bắt giữ cụ Phan Chu Trinh. Vì thế, chính quyền thuộc địa của Pháp ở Đông Dương chẳng ưa gì ông. Tòa báo của ông vỡ nợ, gia sản của ông bị tịch biên. Ông bỏ đi đào vàng ở Lào và mất ở đó năm 1936 vì sốt rét. Người ta tìm thấy xác ông nằm trong một chiếc thuyền độc mộc trên một dòng sông ở Sebon. Trong tay ông lúc đó vẫn còn nắm chặt một cây bút và một quyển sổ ghi chép ông đang viết dở thiên ký sự bằng tiếng pháp một tháng với những người tìm vàng khi đoàn tàu chở chiếc quan tài mang thi hài ông vĩnh về đến ga hàng cỏ hàng ngàn người dân hà nội đứng chờ trong một sự yên lặng vô cùng trang nghiêm trước quảng trường nhà ga để đưa tiễn ông con người bằng tài năng và sức lao động không biết mệt mỏi của mình đã góp phần làm cho chữ quốc ngữ trở thành chữ viết của toàn dân Việt. Tôi đã vẽ bức tranh sự ra đời của chữ quốc ngữ, cái chết siêu Việt của ông Nguyễn Văn Vĩnh với lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với hai vĩ nhân nói trên của dân tộc Việt Nam, Alexandre de Gaulle và Nguyễn Văn Vĩnh Lời cảm ơn Tác giả bài viết này biết ơn thân sinh của mình, nhà giáo Nguyễn Đình Nam, người đầu tiên kể cho tác giả về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Nguyễn Văn Vĩnh từ khi tác giả còn là học sinh tiểu học. Khi sách giáo khoa chính thống còn gọi Alexandre de Gaulle là gián điệp, còn Nguyễn Văn Vĩnh là bồi bút của Pháp. Tác giả xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Kỳ, con trai cụ Nguyễn Văn Vĩnh và ông Nguyễn Lăng Bình, cháu nội cụ Nguyễn Văn Vĩnh vì những câu chuyện xúc động về cuộc sống và sự nghiệp của cụ Nguyễn Văn Vĩnh cũng như của gia tộc cụ. Tác giả xin cảm ơn thầy Trí, cháu ngoại cụ Nguyễn Văn Vĩnh đồng thời từng là thầy dạy toán của tác giả khi tác giả là học sinh trung học Nguyễn Đình Đăng. Thân chào các bạn khắp nơi. Vừa rồi là phần diễn đọc của đọc giải trí về bài viết của tác giả Nguyễn Đình Đăng về cụ Nguyễn Văn Vĩnh với cái chết siêu việt của cụ và ông Alain de Gaulle, một người Pháp, đã có công uh, khai sáng ra chữ quốc ngữ cho dân tộc chúng ta, mà theo tác giả Nguyễn Đình Đăng, thì đó được coi như là hai vĩ nhân của dân tộc Việt Nam. Đúng là hai vĩ nhân, tại vì hiện nay hơn 90 triệu người Việt mà sắp tới trong vòng 5, 10 năm hoặc là 20 năm nữa thì dân tộc chúng ta đã có trên 100 triệu dân. Và trong 50 năm nữa thì dân tộc chúng ta cũng có thể là bước đến là mức độ dân số là 150 triệu dân. Đó là một dân tộc lớn ở châu Á và trên thế giới. Mà với là trên 100 triệu người Việt như vậy mà dùng cái chữ Việt hiện nay tức là nói tiếng Việt và viết chữ Việt thì chúng ta phải nhớ đến nguồn gốc của ngôn ngữ của chúng ta nhớ đến nguồn gốc của chữ quốc ngữ nói đến cái công hết sức là to lớn của hai vị nhân đã sáng tạo và giúp phát triển nên chữ quốc ngữ rực rỡ như ngày hôm nay người việt mình có câu nói là ăn trái thì nhớ kẻ trồng cây uống nước thì phải nhớ nguồn đó là cái đạo lý của người việt chúng ta chúng ta học chữ việt chúng ta nói tiếng việt chúng ta viết chữ việt chúng ta truyền bá tư tưởng của chúng ta đến những người việt khác ở trong hay là ở ngoài nước bằng chữ quốc ngữ thì chúng ta phải nhớ đến cội nguồn của chữ quốc ngữ từ đâu mà ra ai đã có công sáng tạo và giúp phát triển cho chữ quốc ngữ ngày nay một cách rực rỡ như thế này. Thì cái việc mà chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc của chữ quốc ngữ, tìm hiểu về cái sự phát triển rực rỡ của chữ quốc ngữ ở miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975 cũng là thể hiện tấm lòng thành kính của chúng ta đối với hai vĩ nhân Alexandre de Gaulle và ông Nguyễn Văn Vĩnh. Và chúng ta khi uh, thể hiện cái lòng thành kính đối với cái chữ quốc ngữ tức là uống nước thì phải nhớ nguồn ăn trái thì phải nhớ kẻ trồng cây khi chúng ta cầm cái viết lên hoặc là chúng ta gõ trên máy điện toán thì chúng ta phải cẩn trọng viết cho nó đúng viết cho nó chính xác viết cho nó ra thành câu chứ còn mà viết mà câu không ra câu chữ không ra chữ và cũng không có ý nghĩa gì thì thể hiện là chúng ta là một người không có tôn kính đến những người đã bỏ công, bỏ cả cuộc đời để mà góp phần xây dựng và phát triển chữ quốc ngữ. Và chính chữ mẹ đẻ của chúng ta, tức là chữ quốc ngữ mà chúng ta nói không đúng, nói không rành, viết không xong, viết không đúng, viết không ra câu, không hiểu hết chính xác của từng chữ thì điều đó là cũng có thể nói là một hành vi bội ơn, tức là chúng ta phụ lòng của những người đi trước đã bỏ công, bỏ cuộc sống, bỏ cuộc đời để mà góp phần hình thành phát triển chữ quốc ngữ. Thì chương trình diễn đọc của đọc giải trí ngày hôm nay đến đây là chấm dứt. Xin hẹn các bạn ở video kỳ sau. Xin tổng chào.